phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Vũ Văn Thính ở thôn Thái Vô, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, trở thành tấm gương sáng trong phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi tại địa phương. Sinh năm 1957 tại xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, ông Vũ Văn Thính từng là công nhân của nông trường Phú Xuân, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng. Năm 1978, trước nguy cơ diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, ông Vũ Văn Thính đã tự nguyện tham gia vào Trung đoàn Tự vệ Bộ binh là quân nhân quốc phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đội Hoàng Liên Sơn. Ông đã trực tiếp tham gia chiến đấu tại biên giới phía Bắc. Năm 1980, sau khi có quyết định giải trừ quân bị, ông ra quân trở về địa phương và nên duyên vợ chồng với bà Đào Thị Vuông tại thôn Thái Vô, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng. Cuộc sống của những năm cuối thập kỷ 80 đầy khó khăn vất vả, nhưng với bản chất tốt đẹp của người lính được tôi luyện trong quân ngũ và khát vọng ý chí vươn lên, vượt khó làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Buổi đầu sơ khai gặp bao khó khăn vất vả do thiếu thốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất, nhưng ông đã mạnh dạn học hỏi mọi người, bàn bạc với vợ, vay mượn thêm nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi. Ông Thính đã bắt tay vào khai hoang vùng đất cằn cỗi bỏ hoang để cải tạo chăn nuôi, trồng cây ăn quả và cây lâm nghiệp. Đến nay trên diện tích rộng hơn 10 hectare, được ông phân chia làm 3 khu sản xuất, gồm 7 hectare rừng quế mỡ, xây dựng 3 dãy chuồng lạnh, chăn nuôi lợn, đào ao thả cá, 2 hectare nuôi gà dưới tán rừng và trồng 3 hectare chuối cấy mô. Nhiều năm trở lại đây, đàn lợn, gà đồi, chuối mô và cây lâm nghiệp đã cho gia đình ông Thính thu cả 1 tỷ đồng mỗi năm. Hiện nay nguồn thu lớn nhất của gia đình ông với 100 con lợn nái sinh sản, 200 lợn thịt và khoảng trên 200 lợn con, trừ chi phí khoảng 2 tỷ đồng. Mô hình nuôi gà thả đồi với 2 giống gà là gà lai trọi Minh Dư của Bình Định và giống gà lượng hiệu của Hải Phòng. Các giống gà được nuôi gối nhau, mỗi năm ông xuất bán ra thị trường 2 vạn con gà đồi với giá bán bình quân 70 đến 80 nghìn đồng 1 kg. Sau khi trừ đi mọi khoản chi phí, đàn gà đồi cho lãi ròng khoảng 600 triệu đồng. Ước tổng thu nhập từ trang trại trên 7 tỷ đồng mỗi năm. Khi được nói về bí quyết thành công trong quá trình chăn nuôi, ông Thính chia sẻ. Cái con giống này nhà tôi là tôi phải nhập quả công ty giống Giáp Pha về tôi nuôi. Là nó giống với tốt, đảm bảo tiêu chuẩn. Thế còn đã về nhà tôi nuôi thì tôi rất là nghiêm ngặt về cái thuốc thú y. Tức là nó đẻ ra cái con là tôi tiêm đủ các loại thuốc vaccine để phòng bệnh cho nó. Là dịch tả rồi nở mồm nong móng rồi nét tô rồi tai xanh thì tôi làm hết đấy về phần con lợn. Còn phần chuồng trại nhà tôi rất là nghiêm ngặt về cái khâu phòng bệnh là lan tràn bên ngoài vào, là tôi có xây cái bể đằng sau ở xung quanh cái vùng chuồng lợn để khử trùng. Anh em công nhân vào làm là phải qua cái nước khử trùng đó hết. Còn cái quần áo của anh em công nhân là phải giặt xong này phải tẩy nước khử trùng hết hàng ngày vào làm. Còn bộ phận đã vào chuồng lợn chuyên trách chỉ có vào chuồng lợn chứ ngoài ra không có công việc gì hết. Không chỉ thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, ông Thính còn chú trọng công tác bảo vệ môi trường, đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng 2 tuyến đường dây vận hành tự động, 1 tuyến chở thức ăn, vôi bột và vận dụng chăn nuôi lên khu trại, 1 tuyến để chở chất thải chăn nuôi gà sang bón cho vườn chuối cùng hệ thống thu gom chất thải vào các gian bể bioga, máy bơm công suất lớn để bơm lên đỉnh đồi tưới cho 3.500 gốc chuối mô, tạo nên khu sản xuất liên hoàn khoa học về một mô hình trang trại làm kinh tế tổng hợp. Từng là hộ nghèo, gia đình ông đã vươn lên làm kinh tế giỏi. Ông Thính còn giúp đỡ các hộ nghèo trong thôn, trong xã về giống, vốn và kỹ thuật nuôi lợn, gà, đồi. Ông bán chịu gà, lợn giống và vật tư chăn nuôi, thú y cho hàng trăm nông dân trong huyện. Trang trại cũng đem lại việc làm thường xuyên cho 5 lao động và 15 lao động thời vụ với mức thu nhập 7 triệu đồng trên một tháng. Hơn 30 năm khó khăn vất vả, ông bà nuôi dạy được cả 6 người con ăn học trưởng thành, trở thành hộ điển hình tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đối với lại hộ gia đình ông Vũ Văn Thính là hội viên hội cựu chiến binh của xã Xuân Quang, là một mô hình phát triển kinh tế có cái bước đi đầu trong đột phá trong cái việc là dám nghĩ, dám làm và thực hiện đầu tư với quy mô lớn.
là một trong những hộ tiêu biểu của các mô hình phát triển kinh tế của xã Xuân Quang. Và trong thời gian qua thì gia đình ông cũng đã tích cực đóng góp vào cái phong trào xây dựng nông thôn mới của xã, như là đóng góp công sức để mở rộng đường giao thông nông thôn, làm đường bê tông để vận chuyển tiêu thụ hàng hóa sản phẩm chăn nuôi của nông dân, cũng như là các cái phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Xuân Quang, đóng góp vào cái tiêu chí nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người của xã Xuân Quang lên 48,2 triệu đồng trên người trên năm. Và đối với lại cái mô hình của ông Vũ Văn Thính thì cũng đã tạo công ăn việc làm cho các lao động nông thôn của xã Xuân Quang với mức thu nhập rất là ổn định để tạo việc làm cho lao động nông thôn, cũng như là đối với lại hộ gia đình có cái mô hình phát triển về chăn nuôi nhỏ lẻ thì cũng đã được ông Vũ Văn Thính chia sẻ về kinh nghiệm để phát triển chăn nuôi, và cũng đầu tư hỗ trợ về con giống, giống để đưa vào chăn nuôi để phát triển kinh tế. Và trong thời gian vừa qua thì cũng đã đóng góp rất là tích cực vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của thôn Thái Vô cũng như của xã Xuân Quang nói chung. Với những nỗ lực quyết tâm làm giàu, cựu chiến binh Vũ Văn Thính là một tấm gương sáng về tinh thần chịu thương chịu khó vươn lên thoát nghèo, gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng gia đình văn hóa, nêu gương cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo. Hội cựu chiến binh huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai hiện nay có hơn 4.000 hội viên. Trong những năm qua thực hiện phong trào giúp nhau giảm nghèo và làm kinh tế giỏi, huyện hội đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động đến toàn thể cán bộ hội viên trong huyện và phát động đăng ký thi đua. Đến nay trong toàn huyện đã có hơn 500 hội viên là hội viên sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó có rất nhiều những đồng chí không chịu đói nghèo đã được các hội viên tư vấn giúp đỡ bằng nhiều hình thức, giúp nhau về khoa học kỹ thuật, hiện nay đã vươn lên thoát nghèo, và bên cạnh đó thì cũng đã giúp đỡ cho nhiều con em và nhân dân trong vùng về có cái thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Đến nay thì cái phong trào đã được lan tỏa, ngoài cái việc phát triển kinh tế làm giàu cho mình và gia đình, giúp đỡ cán bộ hội viên thì hội viên cựu chiến binh của huyện còn tích cực tham gia cái phong trào xây dựng nông thôn mới do huyện và tỉnh phát động. Trong 5 năm qua thì cán bộ hội viên đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng, hơn 10.000 ngày công và hiến hơn 26.000 mét vuông đất cho phong trào xây dựng nông thôn mới, mở đường rộng, nhà văn hóa. Và đến nay thì hội cựu chiến binh cũng tiếp tục xây dựng kế hoạch phát động thi đua để thúc đẩy cái phong trào và chỉ đạo đối với các huyện hội của cơ sở xây dựng câu lạc bộ cựu chiến binh làm giàu để thúc đẩy cái phong trào sản xuất kinh doanh giỏi ở cơ sở. Nhiều năm liền, ông Vũ Văn Thính được công nhận là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và cấp trung ương. Với mô hình trang trại tổng hợp, năm 2018, ông Thính vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích sản xuất kinh doanh giỏi. Ông cũng là nông dân duy nhất của tỉnh Lào Cai được Trung ương Hội Nông dân chọn là một trong 63 gương mặt nhà nông tiêu biểu của cả nước, được trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc trong chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2019.